Dương Xuân Lan, Diễm Thiên Phóng. Theo quy định, việc tam quan trong ba nén nhang là hoàn thành. Tam quan có thể là một người dược, cũng có thể là hai người dược. Một người dược quan, hương sẽ lần lượt đốt. Hai người dược quan sẽ đồng ý đốt ba nén. Các ngươi, chúng tôi cùng nhau dược. Các ngươi có hối hận không? Không hối hận. Các ngươi có quán trách không? Không quán trách. Uống xong ba ly rượu này, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt. Bắt đầu dược quan. Người thân mang rượu lên. Cha, mẹ, cho dù chúng con có vượt qua thành công hay không, đời này con cũng không còn có thể tận hiếu với vị lão nữa. Xin cha mẹ tha thứ cho con. Hạ Hà, cha mẹ giao lại cho em. Cho dù thế nào, con đều là đứa con ngoan của nhà họ Dương ta. Các con nhất định phải sống và vượt qua. Sư phụ, sư mẫu, Hạ Hà, Thiên Phóng có lỗi với mọi người. Sau này nhất định phải bảo trọng. Đừng khóc nữa, mang rượu ra đây. Uống xong bát rượu này, cha chúc các con thành công vượt quan. Từ nay người thân biến thành người dân. Người trong tộc mang rượu lên. Đi, đi. Đại thiếu gia, cảm ơn anh đã chăm sóc. Ân tình của anh kiếp này không báo được, xin để kiếp sau. Tam quan tuy nguy hiểm, nhưng cũng phải tuyệt đối không thể vượt qua. Hai người nhất định phải vượt qua đấy. Từ nay không nhà, không tộc, không thân hữu. Canh giờ đã tới, dâng hương. Xuân Lan, em sợ không? Em không sợ. Chúng ta nhất định phải xông ra. Chúng ta nhất định phải sống cho tốt. Chúng ta sống cùng sống, chết cùng chết. Ba đao sáu miệng, trả máu trả thịt trả tộc thân. Thank you.
Anh điên phóng. Anh điên phóng, anh cố lên. Thiên Phong, Thiên Phong, anh Thiên Phong, đứng lên, đứng lên, đứng lên, anh Thiên Phong, đứng lên, đứng lên. Ải thứ hai, Viên Sơn Dược Lĩnh, thủy thổ phương này không tiếp tục nuôi người rời đi. Xuân Lan, cửa trời mở, cửa chết mở, sinh tử hữu ái thiên địa lai. Xuân Lan, Xuân Lan. Xuân Lan,
Xuân Lan.